ngày hôm nay thì Lương Xuân Trường cũng sẽ là người đảm nhiệm vị trí đội trưởng của đội tuyển Việt Nam và thể lực. Còn với Macau, họ đã để thủng lưới 10 bàn trước Á quân của giải U23 châu Á năm 2016. Cơ hội rất đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam. Những pha xử lý của đội bạn đang có những sự lúng túng nhất định. Dứt điểm, tình huống dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Việt Nam. Người vừa tung ra cú dứt điểm đó là Đông Triều. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Đông Triều. Sự quay trở lại của Xuân Trường sẽ rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn dứt điểm. Dứt điểm tiếp theo. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển Việt Nam. Người ghi bàn là Lê Thanh Bình. Duyên ghi bàn của Lê Thanh Bình tiếp tục được thể hiện khi mà anh đã có bàn thắng ngay ở phút thứ 3 vào lưới của Macau. Một sự khởi đầu hoàn hảo của đội tuyển của chúng ta. Lê Thanh Bình là cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của FLC Thanh Hóa. Công đầu tiên của bàn thắng này phải thuộc về Văn Toàn. Một pha dứt điểm rất khó chịu của cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Và ngay lập tức thì Lê Thanh Bình đã xuất hiện. Cũng rất khó khăn khi mà các vị trí của đội tuyển Việt Nam có sức tương đối giống nhau. Văn Toàn, một pha phối hợp rất hay giữa Công Phượng và Văn Toàn. Dứt điểm, bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển Việt Nam. Một pha ghi bàn rất đẹp mắt. Pha ghi bàn đầu tiên của Văn Toàn trong màu áo của đội tuyển U23 trong khuôn khổ vòng loại của bảng Y. Một pha phối hợp giữa hai cầu thủ cùng thi đấu trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp 1-2 rất hay giữa Công Phượng và Văn Toàn. Một pha dứt điểm quyết đoán và đã loại bỏ hoàn toàn thủ thành bên phía Macau. Dường như mỗi pha tấn công lên của đội tuyển Việt Nam đều mang lại một bàn thắng. Vẫn tiếp tục là cầu thủ Việt Nam, Công Phượng. Rất bình tĩnh, Văn Toàn. Quang Hải, Văn Kiên dứt điểm ngay. Chút nữa thôi thì đã có bàn thắng thứ 3 dành cho đội tuyển Việt Nam. Người vừa dứt điểm đó là Thanh Thịnh. Cầu thủ sẽ thi đấu trong vị trí hậu vệ biên bên phía cánh trái của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại tuyển thủ U20 Việt Nam đã từng tham dự U20 thế giới dứt điểm. Một pha dứt điểm rất quyết đoán. Một pha chọc khe rất hay của Xuân Trường. Tuy nhiên thì Văn Toàn trong tình huống vừa rồi đã có nhịp xử lý không tốt. Bóng chạm tay đó là Cam Chi Hậu. Như vậy là sẽ có một tình huống đá phạt penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Người vừa bị phạm lỗi là Lê Thanh Bình. Đã có những tác động của Trang Hoài San. Và một quả penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Đứng trước bóng lúc này đang là Công Phượng. Ở trận đấu trước thì Công Phượng đã có một cú đúp dành cho đội tuyển Việt Nam. Công Phượng sẽ đối đầu cùng với Lô Quay Hậu. 10 phút đầu tiên chúng ta đang có cơ hội để nâng tỷ số lên thành 3-0. Một sự khởi đầu rất hoàn hảo và cũng rất ít các cổ động viên chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 ngay ở phút thứ 10 của trận đấu. Công Phượng sẽ đối đầu cùng Quang Hậu. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 dành cho đội tuyển Việt Nam. Một sự khởi đầu như mơ dành cho đoàn quân của đội tuyển Nguyễn Hữu Thắng. 10 phút và chúng ta đã có được 3 bàn thắng. Thủ thành bên phía Macau đã đoán được hướng bóng, tuy nhiên pha dứt điểm của Công Phượng đã loại bỏ hoàn toàn.
khi mà đội tuyển Hàn Quốc bị cầm hòa thì cơ hội chúng ta có được ngôi đầu bảng của bảng Y sẽ là rất rõ ràng. Cơ hội đó là Đức Huy, Văn Trường, Tiến Dụng, Tấn Tài và Anh Tài. Công Phượng rất trống trải, một pha bóng rất hay. Anh Bình cơ hội dứt điểm vào. Bàn thắng thứ tư dành cho đội tuyển Việt Nam, một cú đúp dành cho Thanh Bình. Những pha phối hợp của đội tuyển Việt Nam tỏ ra hết sức mạch lạc. Một lần nữa thì Thanh Bình đã thể hiện cái xuyên ghi bàn của mình vào lưới của các cầu thủ Macau. Một pha kiến tạo hoàn hảo của Công Phượng dành cho đồng đội của mình. Không có một cơ hội nào dành cho thủ thành bên phía Macau. Còn ra 10 đội bóng đầu bảng, 6 đội bóng có thành tích nhì cao nhất sẽ được đến với Trung Quốc. Mục tiêu của chúng ta trong vòng loại này là sẽ giành được một vị trí nhì bảng. Người thực hiện pha đá phạt góc đó là Quang Hải. Thanh Bình. Quả penalty thứ hai dành cho đội tuyển Việt Nam. Những pha xử lý rất lóng ngóng và rất nghiệp dư của cầu thủ Macau. Những cầu động viên giàu trí tưởng tượng nhất cũng không có thể nào tưởng tượng được rằng chúng ta đang có đến 4 bàn thắng sau chỉ 20 phút thi đấu. Một tình huống xử lý rất nghiệp dư. Lần này không phải là Công Phượng thực hiện, người thực hiện là đội trưởng Xuân Trường. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ 5 dành cho đội tuyển Việt Nam. Sự quay trở lại của Xuân Trường rất quan trọng. Và ngay lập tức thì anh đã ghi bàn cho đội tuyển U23 của chúng ta. Trên các khán đài sân vận động Thống Nhất thì sau mỗi bàn thắng luôn luôn đó là một sự khởi đầu dành cho những vũ điệu trên các khán đài rất toáng. Vẫn là cầu thủ Việt Nam, Công Phượng rất bình tĩnh. Vẫn là cầu thủ Việt Nam đã có lỗi. Và như vậy là bóng đã đi hết đường biên trước khi Công Phượng truyền vào dành cho Thanh Bình. Các học trò của mình làm gì trên sân nữa. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ 6. Người ghi bàn là trung vệ Hoàng Văn Khánh. Lúc này thì các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ đặt ra một câu hỏi là chúng ta sẽ ngừng, bao giờ chúng ta sẽ ngừng ghi bàn vào lưới của đội tuyển U23 Macau, khi mà chưa đầy 30 phút chúng ta đã có đến 6 bàn thắng vào lưới của huấn luyện viên, vào lưới của thủ môn Hoành Hầu. Không có ai theo kèm và áp sát Văn Khánh trong tình huống vừa rồi. Thành Thịnh, Công Phượng, Xuân Trường, những pha luân chuyển bóng rất nhịp nhàng. Một tình huống xử lý quen thuộc của Xuân Trường. Rất may cho cầu thủ Macau khi mà tình huống dứt điểm cuối cùng Văn Toàn đã xử lý không tốt. Những pha kiến tạo của Xuân Trường đã trở thành một thương hiệu. Một pha dứt điểm hơi vội của Văn Toàn đã bị chấn thương. Đồng Triều, một pha bóng rất sáng nước, dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 7 dành cho đội tuyển Việt Nam. Một pha lập siêu phẩm của Hồng Thủy. Ngay sau khi vào sân thì Hồng Thủy đã lập công. Một tình huống xử lý hoàn hảo từ người kiến tạo cho đến người dứt điểm.
Hồng Duy rất bình tĩnh tầng bóng qua đầu thủ môn bên phía Ma Cao. Và kiến tạo của Đông Triều cho người đồng đội của mình trong màu áo của Hoàng Gia Lai cũng vừa đủ để có thể Hồng Duy dứt điểm. Không phải lo nhiều nhiệm vụ phòng ngự, Đông Triều rất thoải mái để kiến tạo cho các cơ hội dành cho các đồng đội. Một tình huống Hồng Duy rất thoải mái có thể dứt điểm, tuy nhiên thì bây giờ thì đã có bàn thắng thứ 8 dành cho đội tuyển Việt Nam. Một pha săn bàn rất tốt của Văn Toàn, một tình huống bằng vào cắt mặt dứt điểm cực hay của Văn Toàn, một tình huống phối hợp không tốt giữa thủ môn và hàng phòng ngự của U23 Macau. Bàn thắng thứ hai của Văn Toàn trong trận đấu này, một pha bằng vào cắt mặt rất hay của Văn Toàn. Nhanh như điện thì Văn Toàn đã xuất hiện. Một pha xử lý rất chậm chạp của thủ môn bên phía đội tuyển U23 Macau. Lúc này thì các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã thực hiện rất tốt điều đó. Một bàn thắng rất đẹp của đội bạn. Một tình huống phòng ngự không tập trung. Bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ Ma Cao, người ghi bàn đó là Hoa Kèng. Hoa Kèng có chiều cao không tốt, tuy nhiên thì anh đã rất thoải mái chọn vị trí và ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Một bàn thắng cũng là một động lực rất lớn dành cho đội bóng như Ma Cao. Tuy nhiên chúng ta cùng xem lại trong tình huống vừa rồi. Đình Trọng đã không theo sát và lỗi thuộc về Hoàng Văn Khánh. Khi mà Văn Khánh đã không dứt khoát trong pha chọn vị trí cũng như là pha bóng vừa rồi. Lỗi của Hoàng Văn Khánh khi anh đã chọn vị trí không chính xác. Một bàn thắng có được vào lưới của đội tuyển U23 của chúng ta, đó là một sự thành công dành cho một đội bóng bán chuyên nghiệp như U23 Macau. Mình lòng trong trận đấu này. Một tình huống đá phạt rất thoáng. Chúng ta cùng xem các cầu thủ Macau sẽ xử lý như thế nào cho tình huống này. Đứng trước bóng ngoài hoi sàn còn có Trang Tin Long. Một tình huống đá phạt không chính xác. Và như vậy là trọng tài Masua Tufa Zili đã chính thức nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam đã có được 8 bàn thắng vào lưới của U23 Macau.